được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất với loại men nổi tiếng Bulgaricus, sữa chua Vinamilk, thơm ngon và bổ dưỡng, rất tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa loãng xương, chống lão hóa. Sử dụng sữa chua Vinamilk hàng ngày mang lại cho bạn làn da mềm mang, nét tươi trẻ, sức khỏe và yêu đời. Chất lượng quốc tế, chất lượng Vinamilk. Vinamilk hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhiệt liệt chào mừng quý vị khán giả và các em thiếu nhi yêu quý đã đến với chương trình Những bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Chương trình của chúng ta do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức và Vinamilk tài trợ. Trong suốt thời gian phát sóng và ghi hình cũng như những cuộc thi của các trường, các bạn đã thể hiện mình rất tốt và đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho các khán giả nhỏ tuổi. Và ngày hôm nay, chị cùng các em cũng như quý vị khán giả truyền hình sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình thú vị tìm hiểu những lời ca, những bài hát rất hay được các em yêu quý. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Đội chơi đến từ trường tiểu học Thành Công B. Đội chơi đến từ trường tiểu học Trưng Chắc. Hy vọng rằng với những sự cổ vũ rất nhiệt tình, với những tràng pháo tay nồng nhiệt thì ngày hôm nay cả hai trường của chúng ta sẽ thi thật thành công. Nhưng trước khi bước vào cuộc thi ngày hôm nay, chị sẽ giới thiệu tới các em những vị khách mời đến với chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Ông Kevin Yaokono, Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Language Link. Và bây giờ mời các em sẽ bước vào phần thứ nhất của chương trình ngày hôm nay với tên gọi Bài hát còn mãi với tuổi thơ. Và thơ em bước mong sao
Với tuổi thơ bao giờ cũng là phần được các bạn nhỏ hào hứng nhất, bởi vì trong phần này chúng ta không chỉ được nghe lại những bài hát đã đi vào lòng tuổi thơ, đi vào lòng tuổi nhỏ và được các bạn yêu quý, mà chúng ta còn được gặp gỡ với chính những nghệ sĩ, những ca sĩ hay những nhạc sĩ đã viết nên những ca khúc rất hay đó. Và trước khi đến với phần chính của nghệ sĩ với tuổi thơ ngày hôm nay, chị muốn có một câu hỏi dành cho các bạn cổ động viên. Là các em có biết trong số 50 bài hát thiếu nhi được bình chọn, có một bài nhắc rất nhiều đến số đếm, và bạn nào có thể biết đó là bài hát gì không? Chị sẽ mời một bạn ngồi rất gần ở đây. Mời bạn nữ mặc áo cam đấy. Em thưa chị là bài Đếm Sao ạ. Đó chính là bài hát Đếm Sao, sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung. Và các em yêu quý, như vậy là các em có thể biết được tác giả trong phần nghệ sĩ với tuổi thơ ngày hôm nay mà chương trình muốn nhắc tới là ai. Đó chính là nhạc sĩ Văn Trung. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả và các em hãy cùng xem một đoạn băng hình tưởng nhớ về nhạc sĩ Văn Trung. Ông tên thật là Mai Văn Trung, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1914 và mất ngày 27 tháng 8 năm 1984 khi vừa thọ 70 tuổi. Các sáng tác của ông đã đến với tuổi thơ bằng khúc thức đơn giản, gọn gàng, giai điệu gần với giọng nói thông thường, dễ nhớ, dễ thuộc. Các bài hát thiếu nhi nổi bật của ông là Lì và Sáo, Đếm Sao, Lượn Tròn Lượn Khéo, Trăng Theo Em Rước Đèn, rồi các kịch hát nhỏ như Sói Xám Ăn Gì, Mưu Vàng Của Mẹ. Nhạc sĩ Văn Trung được coi là người anh thân mến của nhiều thế hệ thiếu nhi.
Thưa bác, chúng cháu được biết bác gắn bó với rất nhiều những bài hát của nhạc sĩ Văn Trung. Vậy bác có thể kể cho chúng cháu nghe một vài kỷ niệm của bác với nhạc sĩ Văn Trung được không ạ? À vâng, nhạc sĩ Văn Trung đối với lại chúng tôi là rất quen thuộc, nhất là khi mà còn kháng chiến ở trên núi rừng Việt Bắc. Nhạc sĩ Văn Trung có một cái tài, tức là viết rất nhiều bài hát cho đồng quê. Thế thì đặc biệt là đối với lại các em thiếu nhi thì nhạc sĩ Văn Trung rất là mến và viết những cái bài mà cho các em thiếu nhi là hay lắm. Ví dụ Đếm Sao này, Lì Và Sáo này, và một số bài nữa. Nhưng mà đến đâu thì nhạc sĩ Văn Trung cũng là hát cho các cháu nghe ở trên đó. Thế và nhạc sĩ Văn Trung đặc biệt ấy, là con người rất là giản dị. Người thì thấp thôi, luôn mặc bộ quần áo nâu, mà lại cây đàn guitar thì lại dài. Thế cho nên là nhạc sĩ Văn Trung thì là đi đâu cũng chỉ là đeo cây đàn guitar và một cái ba lô. Và đến với trường quay ngày hôm nay còn có một nhạc sĩ nữa, đồng thời cũng là cố vấn của chương trình những bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 lần này. Đó chính là thầy giáo nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, người cũng đã biết rất rõ về nhạc sĩ Văn Trung khi nhạc sĩ còn sống. Và bây giờ xin mời nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích hãy cùng bày tỏ đôi điều với các em về nhạc sĩ Văn Trung. Tôi yêu quý và nhớ về nhạc sĩ Văn Trung với nhiều hình tượng rất đẹp. Ông là người hiền hậu và rất chăm sóc đến lứa của những nhạc sĩ đàn em như anh em chúng tôi, như là Hoàng Long, Hoàng Lân, vân vân. Ông rất quan tâm đến một điều là liệu những bài hát thiếu nhi có thể phát huy được cái truyền thống đẹp đẽ của dân ca Việt Nam hay không. Ông rất nhắc nhở chúng tôi là mỗi bài của các em chúng tôi đấy là phải rất gần gũi và tựa như một đồng dao. Các em hãy làm thành những đồng dao mới cho lứa sau của chúng ta được hát. Vì thế, nhạc sĩ Văn Trung như chúng ta nhớ thì ông có bài Lì Và Sáo hết sức thú vị trong kháng chiến chống Pháp. Lì là một em chăn trâu con bác Ly, lì lầm lì giống giống tính ông lầm lì. Đấy là chuyện về Lì Và Sáo ở một làng kháng chiến. Ông lại có bài khác nữa mà chúng ta vừa được nghe nhắc đến, như là thằng Nha chẳng hạn. Thằng Nha có cái bánh đa. Vâng, đi đến đầu đình lại gặp thằng Nhai. Thằng Nhai có cái bánh gai, đi đến đầu làng thì lại gặp thằng Nha. Đó là những người mà mang cái bánh gai và cái bánh đa đi tặng thương binh. Nhạc sĩ Văn Trung hiền hậu, nhạc sĩ Văn Trung với âm nhạc dân tộc, nhạc sĩ Trâm Văn Trung với những bài hát hết sức hay cho tuổi thơ. Đấy là câu chuyện mà chúng mình nhớ về nhạc sĩ Văn Trung hôm nay. Được chế biến từ sữa bò tươi nguyên chất với loại men nổi tiếng Bulgaricus, sữa chua Vinamilk thơm ngon và bổ dưỡng, rất tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa loãng xương, chống lão hóa. Sử dụng sữa chua Vinamilk hàng ngày mang lại cho bạn làn da mềm mang, nét tươi trẻ, sức khỏe và yêu đời. Chất lượng quốc tế, chất lượng Vinamilk. Chúng ta hãy cùng cảm ơn nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích về những tâm sự vừa rồi, những cảm nhận về nhạc sĩ Văn Trung cũng như những bài hát rất hay đã đi vào lòng người, đi vào lòng các em nhỏ trong suốt những năm tháng qua. Các em thân mến, tuy nhạc sĩ Văn Trung không còn nữa, nhưng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một vị khách mời sẽ giúp các em biết rất rõ về nhạc sĩ Văn Trung và những tác phẩm mà nhạc sĩ Văn Trung đã dành tặng cho tuổi nhỏ. Đó chính là nhạc sĩ Mai Trung Kiên đến từ Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em yêu quý, nhạc sĩ Mai Trung Kiên chính là con ruột của nhạc sĩ Văn Trung. Và thưa anh, ngày hôm nay đến với chương trình những bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 thì các bạn nhỏ rất muốn biết về nhạc sĩ Văn Trung cũng như về những sáng tác của nhạc sĩ dành cho các em. Vậy anh là người thân thiết nhất với nhạc sĩ Văn Trung, anh có thể nói lên đôi điều, nói lên suy nghĩ của mình hay những kỷ niệm đẹp về những tác phẩm của cha anh không ạ? Có một cái điều có thể đến bây giờ là tất cả các bạn nhỏ, thậm chí là rất nhiều người đã từng hát những cái bài hát của nhạc sĩ Văn Trung cách đây hàng chục năm rồi cũng chưa biết. Đó là cái bài hát Đầu Tay của bố tôi, là cái bài Tiếng Sáo Mục Đồng. Bài hát này sáng tác vào năm 1935, là dành cho các bạn nhỏ chăn trâu. Bài hát này nếu mà nói về cái thời gian khi viết ra nó ấy,
thì cũng là một cái bài hát có thể nói là gần như là đầu tiên của cái nền tân nhạc Việt Nam. Và cái một cái đặc điểm nữa của cái bài hát này là cái giai điệu của nó, ngay từ lần đầu tiên sáng tác ra thì bố tôi đã chắt chiu ở trong nó những cái âm hưởng âm nhạc dân gian. Tiếp đến nữa là cái bài Đếm Sao. Cái bài Đếm Sao này nó gắn liền với một cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với gia đình tôi. Đó là viết về một người chị cả của tôi tên là Liên. Chị đã bị mất ở trong cái trận ném bom vào Bắc Giang vào năm 1949. Và ngay sau đó khi mà nhận được cái tin đó thì bố tôi rất là xúc động và đã viết cái bài hát Đếm Sao với tất cả những cái sự gửi gắm, những cái niềm tin yêu vào một cái gì đó sáng lạn hơn. Em còn được biết nhạc sĩ Văn Trung cũng được coi là người anh thân mến của nhiều thế hệ thiếu nhi bởi những bài hát rất hay đó. Và ngoài bài Lì Và Sáo, ngoài bài Đếm Sao mà các em thiếu nhi bây giờ đã được biết, thì các em biết không, còn có một bài hát nữa mà chị không biết là các em có thuộc bài hát này hay không. Đó chính là bài Lượn Tròn Lượn Khéo. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem một đoạn băng về bài hát này nhé. Vừa rồi thì quý vị khán giả và các em đã được nghe một đoạn băng đã được thu thanh từ rất lâu rồi. Và đó chính là do đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thu từ những năm 60 của thế kỷ trước. Và trong đội Sơn Ca hồi đấy thì còn có những đội viên tiêu biểu như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền hay nghệ sĩ Diệu Thúy. Và bao nhiêu năm trôi qua rồi, giọng hát của các nghệ sĩ vẫn rất hay. Và đặc biệt là bài hát đó vẫn còn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ. Không chỉ là các em thiếu nhi mà cả những thế hệ trước đó cũng rất biết và rất thuộc bài hát này. Còn ngày hôm nay thì chương trình lại muốn dành tặng một món quà cho quý vị khán giả cũng như các em thiếu nhi. Chúng ta sẽ được nghe một em thiếu nhi của chính thế hệ này hát bài hát Lượn Tròn Lượn Khéo. Có thể tự giới thiệu về mình cho các bạn khán giả được biết không? Em thưa chị, em tên là Yến ạ. Em đang học trường nào? Em đang học ở trường Bế Văn Đàn ạ. Và nếu như các bạn thiếu nhi để ý thì đây cũng là một gương mặt thiếu nhi đã từng thể hiện rất hay những ca khúc dành cho thiếu nhi trong những chương trình thiếu nhi của Ban Khoa Giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Và một lần nữa chị muốn các bạn khán giả hãy dành tặng cho bạn Yến một tràng pháo tay nào. Xin cảm ơn em. Và bây giờ thì chị tin chắc là các bạn khán giả và đặc biệt là các bạn đến từ hai đội chơi ngày hôm nay sẽ có những câu hỏi để đặt cho nhạc sĩ Mai Trung Kiên. Và xin mời trường tiểu học Trưng Chắc. Thưa chú có thể cho chúng cháu biết chú đang
công tác, công việc gì ở tại đài ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam? Bây giờ mình đang là một phóng viên biên tập âm nhạc của ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm trực tiếp ở trong phòng nhạc mới và được giao làm cái chương trình câu lạc bộ âm nhạc truyền thanh phát vào 19:30 tối chủ nhật hàng tuần trên sóng AM. Những cái chương trình đó nó là thông tin âm nhạc trong nước này, rồi là đời sống sáng tác, đời sống lý luận âm nhạc ở trong nước, các cái hoạt động biểu diễn lớn, rồi chân dung các nhạc sĩ, vân vân. Chú Mai Trung Kiên đã có một công việc rất là thú vị, và có thể nói đó là một công việc đòi hỏi một thời gian làm việc rất căng thẳng. Tuy nhiên, với khả năng sáng tác cũng như yêu âm nhạc của mình thì chắc chắn rằng chú sẽ có một chương trình nào đó dành tặng riêng cho các bạn thiếu nhi chăng? Và bây giờ xin mời trường tiểu học Thành Công, các em đặt câu hỏi cho nhạc sĩ Mai Trung Kiên. Cháu muốn hỏi là chú đã học được nhiều điều từ cha của chú là nhạc sĩ Văn Trung không ạ? Có thể nói là ngay từ khi còn rất là bé, còn độ khoảng vào 7-8 tuổi như các cháu đang ngồi đây, thì chú đã được ông Văn Trung là dạy sáng tác, dạy viết những cái bài hát nho nhỏ cho trẻ con. Ví dụ như là tối đến múc nước đánh răng, em thấy có cả ông trăng trong gầu, vân vân tất cả. Thì ngay từ bé là chú cũng đã bắt đầu được học về cái tức là ông muốn truyền lại cho chú. Thế thì sau đó trong suốt cả một thời gian dài chú có thể học nhạc viện, và ông thì cũng rất là muốn chú tiếp bước cái sáng tác. Thì cái điều mà có lẽ là nhớ nhất của chú là ông nói này, như nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích vừa mới nói, là làm sao để cho các học sinh, các em bé là có thể tiếp tục hát được những cái bài hát của người Việt Nam, những cái bài hát đi từ truyền thống âm nhạc dân gian. Chị sẽ thêm mà các em hỏi nhạc sĩ một câu nữa, đó chính là bây giờ thì anh có sáng tác nhạc cho thiếu nhi không ạ? Có nối nghiệp cha anh không ạ? Có lẽ đấy là một trong những cái mà bố của tôi đã truyền lại được ít nhiều. Dĩ nhiên là nếu mà so với thế hệ của các cụ thì bây giờ tôi cũng thấy là mình chưa làm được cái gì đáng kể. Dĩ nhiên là khi câu hỏi này thì tôi cũng xin là có một vài bài hát gần đây chắc là các bạn cũng biết. Đó là cái bài Ngựa Ông, hay là Cả Nước Nhớ Anh, hay là Hoa Thơm vân vân. Vâng, và hy vọng rằng không chỉ những bạn nhỏ nghe đài sẽ được thưởng thức những ca khúc với những ca từ rất ngộ nghĩnh của anh, mà cả những bạn nhỏ xem truyền hình hay những bạn thiếu nhi khác trên cả nước sẽ có dịp được thể hiện những ca khúc đó. Và các em thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng hát lại một bài hát được các em rất thuộc, rất yêu mến và cũng rất là dễ thương. Đó chính là bài hát Đếm Sao của nhạc sĩ Văn Trung. Và xin mời cả nhạc sĩ Mai Trung Kiên hãy cùng chúng em hát bài hát này. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Một ông sao sao, kìa nắng ông sao sáng, kìa sao ông sáng sao, trên trời cao. Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng, muôn ánh vàng. Mười ông sao sao, kìa sông ngân trong sáng, kìa chiếu ánh muôn sao trên trời cao. Và chúng ta hãy cùng cảm ơn sự có mặt của nhạc sĩ Mai Trung Kiên ngày hôm nay đã cho chúng ta biết thêm rất nhiều điều thú vị về nhạc sĩ Văn Trung, đó là cha đẻ của anh. Và chúng em xin được cảm ơn anh và hy vọng rằng sau này sẽ được nghe nhiều các khúc thiếu nhi của chính anh sáng tác. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời.
Em như chim bồ câu rung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời, em như chim bồ câu tung cánh giữa trời, em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Vừa
họ được nghe bác ngân thơ. Buồn đầy ca người bác của đàn cháu Tây Nguyên, lòng em mong mỗi làm cánh chim đừng về đây hót mừng buồn lời ca người bác của đàn cháu Tây Nguyên. Thank you.
các em đã rất quen thuộc với phần thi tìm hiểu sắc màu âm thanh này rồi. Chúng ta sẽ trải qua 3 trò chơi nhỏ và mỗi một trò chơi sẽ có những hình thức rất riêng để các em tìm hiểu về những bài hát, những sáng tác hay hoàn cảnh ra đời của những ca khúc thiếu nhi mà các em yêu mến. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào trò chơi thứ nhất. Trong trò chơi này, mỗi một đội sẽ được nghe 7 giai điệu nhạc quen thuộc và chỉ có 1 phút thôi, các em phải thật nhanh trả lời được đó chính là bài hát gì sau mỗi giai điệu mà các em nghe được. Một giai điệu chúng ta sẽ có được 1 nốt nhạc. Như vậy trong 1 phút nếu đội nào đoán được cả 7 giai điệu, đoán được cả tên 7 bài hát thì chúng ta sẽ có 7 nốt nhạc cho đội mình. Và bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe giai điệu đầu tiên dành cho trường tiểu học Trưng Trắc. Bỏ qua. Bỏ qua. Đó chính là bài Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. Chính xác, từ Razalip đến Bắc Bó. Một nốt nhạc dành cho trường tiểu học Trưng Trắc. Bỏ qua. Bỏ qua, đó chính là bài hát Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân. Được. Bàn Tay Mẹ. Bàn Tay Mẹ, chính xác. Con. Không chính xác, đây là bài Em Đi Thăm Miền Nam. Bỏ qua. Các em đã vừa bỏ qua bài hát Thầy Cô và Mái Trường và cũng vừa vặn hết 1 phút của trường tiểu học Trưng Trắc. Chúng ta còn 2 trò chơi nữa, chính vì thế cho nên các bạn hãy cố gắng hơn trong các trò chơi sau. Và xin chúc mừng trường tiểu học Trưng Trắc đã có được 2 nốt nhạc đầu tiên trong trò chơi thứ nhất. Giai điệu tiếp theo dành cho trường tiểu học Thành Công. Kim Đồng. Chính xác, đó là bài Kim Đồng. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là bài hát Em Được Nghe Chuyện Bác Hồ. Bụi Phấn. Chính xác, đó là bài Bụi Phấn. Các em đã vừa bỏ qua bài hát Tình Mẹ. Con Đường Đến Trường. Chính xác, Con Đường Đến Trường. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là bài hát Sách Bút Thân Yêu Ơi. Bỏ qua. Đó là bài Những Nốt Nhạc Xanh. Và như vậy là 1 phút dành cho trường tiểu học Thành Công cũng hết. Và xin chúc mừng trường tiểu học Thành Công với 3 nốt nhạc trong trò chơi thứ nhất. Trong trò chơi này, chương trình sẽ đưa ra 5 chủ đề: Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, tình cảm gia đình, hòa bình và tuổi thơ, thầy cô và mái trường. Và nhiệm vụ của hai đội sẽ là chọn một trong 5 chủ đề này để cùng nhau trả lời những câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Bây giờ xin mời trường tiểu học Trưng Trắc sẽ chọn chủ đề đầu tiên. Đội em đã chọn chủ đề thầy cô và mái trường ạ. Trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20, có một bài hát đã ví hình ảnh người thầy như người chở đò qua sông với tấm lòng mênh mang. Đó là bài hát nào, sáng tác của ai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chị đã thấy đèn sáng trước của trường tiểu học Thành Công, xin mời các em. Em thưa chị, đây là bài Khi Tóc Thầy Bạc Trắng của Trần Đức ạ. Nhạc và lời Trần Đức ạ. Xin chúc mừng trường tiểu học Thành Công với một nốt nhạc nữa, đó chính là bài hát Khi Tóc Thầy Bạc Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức. Và bây giờ sẽ là lựa chọn chủ đề của chính các em. Mà em chọn chủ đề Hòa Bình Với Tuổi Thơ ạ. Trong bài hát Ngợi Ca Hòa Bình Trên Trái Đất đã vang lên những hồi chuông đầy tình yêu thương. Em có biết đó là bài hát nào, sáng tác của ai không? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
Trường Tiểu học Trưng Chắc có câu trả lời không? Em ơi chị, đây là bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đó không phải là đáp án chính xác và cơ hội thuộc về Trường Tiểu học Thành Công. Em thưa chị, đây là bài Tiếng chuông và ngọn cờ ạ. Sáng tác của nhạc sĩ nào em biết không? Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên ạ. Yes sir! Đó là một câu trả lời đúng. Và các em có thuộc bài hát này không? Không. Chắc là chúng ta thuộc một đoạn đúng không? Trong chúng ta đầy tình yêu thương xa người, bằng binh bằng cờ bay giữa tiếng chuông ngân, hãy cất cao lên lá cờ hòa bình. Bây giờ xin mời Trường Tiểu học Trưng Chắc các em chọn chủ đề. Cho em chọn chủ đề Bác Hồ kính yêu ạ. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận có một bài hát viết về tình cảm thiếu nhi đối với Bác Hồ hết sức thân thương như những người cháu với ông của mình. Đây là một trong những bài hát đầu tiên viết về Bác Hồ dành cho tuổi thơ. Em có biết đó là bài hát nào trong ba bài hát sau đây không? A. Bác Hồ của em. B. Chọn niềm kính yêu. C. Bé yêu già Hồ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Như vậy là Trường Tiểu học Trưng Chắc đã phạm luật và xin mời Trường Tiểu học Thành Công. Em thưa chị, đây là đáp án B, chọn niềm kính yêu ạ. Đó không phải là câu trả lời chính xác. Và bây giờ cơ hội sẽ thuộc về các bạn khán giả, có bạn nào biết không? Xin mời bạn nữ ngồi ở giữa. Em thưa chị, là đáp án C, bé yêu già Hồ ạ. Em tên là gì và đến từ trường nào? Em tên là Phạm Khánh Linh, em đến từ trường Trưng Chắc ạ. Xin chúc mừng em và xin tặng một phần quà cho em. Phương án C, bé yêu già Hồ mới chính là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết về tình cảm của thiếu nhi dành cho Bác Hồ. Và bây giờ xin mời Trường Tiểu học Thành Công chọn chủ đề. Em thưa chị, em chọn chủ đề quê hương đất nước ạ. Nhạc sĩ Phong Nhã có rất nhiều bài ca gắn liền với lịch sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trong đó bài hát Cùng nhau ta đi lên đã được chọn làm đội ca. Em có biết bài hát ấy ra đời vào năm nào trong những số năm sau đây không? A. 1949. B. 1950. C. 1951. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xin mời Trường Thành Công, các em đã có tín hiệu chưa? Em thưa chị, em chọn phần B là năm 1950 ạ. Đó là một câu trả lời chính xác, phương án B năm 1950. Và để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, chúng ta sẽ cùng nhờ cố vấn của chương trình này. Xin mời nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích ạ. Các em Trường Tiểu học Thành Công B đã trả lời rất đúng. Đó là phương án B, bài hát Cùng nhau ta đi lên, được nhạc sĩ sáng tác, được nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác vào năm 1950. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ cùng với các đoàn văn nghệ đang ở